Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, hot nhất. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Quân đội Nga tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine, vô chen bị bao vây ba phía. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc nhóm lực lượng phía Bắc tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của địch họ đã đánh bại nhân sự và trang thiết bị của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57, Lữ đoàn Tấn công số 92 của lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36, Lữ đoàn Phòng thủ chống củng bố số 125 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 13 tại các khu định cư Malé, Brokody, Katichi, Lipsy và Neskuchonia. Ở khu vực Kakot, ngoài ra trong 24 giờ qua, 7 cuộc phản công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới 42, Chesger thứ 71 và Lữ đoàn Tấn công đường không số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi tại các khu định cư Kubuska, Lipsy và Vochen ở vùng Kakot. Tổng thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới 190 quân nhân, hai xe bọc thép chở quân, trong đó có một xe bọc thép chở quân Skyker của Mỹ, ba phương tiện và một bệ phóng cho hệ thống tên lửa phòng không Burst. Cũng trong cuộc phản pháo, pháo tự hành Pogan 155mm, pháo tự hành Grab 155mm do Bà Lan sản xuất và pháo tự hành D20 152mm đã bị bắn trúng. Trong 24 giờ qua, các đơn vị của nhóm quân phương Tây đã chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn và đánh bại đội hình của các lữ đoàn cơ giới số 14, 116, 77 của lực lượng vũ trang Ukraine và trung đoàn 40 của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine ở Ukraine các khu định cư Sinuka, vùng Stemankuka, Cộng hòa Nhân dân Lugan và Gikoroka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ba cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc lữ đoàn cơ giới số 63 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi trong khu vực định cư LBR ở Chevoneya, Dibova. Quân đội Ukraine mất tới 465 quân nhân, một xe tăng, ba xe chiến đấu bầu thép và năm xe bán tải tại đây chỉ trong một ngày. Ngoài ra, trong cuộc chiến chống pháo còn có pháo tự hành AS-90 BVH 155mm sản xuất tại Anh, pháo tự hành m B-152 và xe chiến đấu RAP MLRS. Các đơn vị của nhóm lực lượng miền Nam đã cải thiện tình hình dọc chiến tiếng, và đánh bại nhân lực và trang bị của lữ đoàn bộ binh cơ giới 56, các lữ đoàn cơ giới 28, 30, 93 của lực lượng của trang Ukraine và lữ đoàn phòng thủ quân sự 104 trong khu vực của các khu định cư Kalini và Orekovo, Vasilika, Kostanikoka, Zalinaskoje và Petre Travina của Cộng hòa Nhân dân Donetsk một cuộc phản công của lữ đoàn tấn công miền núi số 10 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi tại khu vực làng Zadoloka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Địch mất tới 290 quân, hai xe chiến đấu bọc thép và hai ô tô. Ngoài ra trong cuộc đấu súng phản công, những thứ sau đây đã bị bắn trúng. Một khẩu pháo M198 155mm sản xuất tại Mỹ. Một khẩu pháo kéo 155mm FH70 sản xuất tại Anh và ba khẩu pháo 122mm D30 trong ngày ba kho đạn dược giải chiến của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy. Kết quả của những hành động thành công, các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm đã giải phóng khu định cư Omaskoya, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đội hình của các lữ đoàn cơ giới số 23-24 của lực lượng vũ trang Ukraine và lữ đoàn phòng thủ kỹ thuật số 109 đã bị đánh bại tại các khu định cư Nogoroskia, Ivenoka, Rozoka và Novoseloka, đầu tiên của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Năm cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc các lữ đoàn cơ giới 47, 110 và kiểm lâm viên 68 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi tại các khu định cư Novo Lazkaroka, Sokon Sokol và Novo Boskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Thiệt hại của địch lên tới 360 quân nhân, hai phương tiện, một khẩu pháo M777-155mm sản xuất tại Mỹ một khẩu pháo M-Star B152mm, ba khẩu pháo D30 122mm và hai súng chống tăng MT-12 Rapper. Các đơn vị của cộng quân Vostok đã chiếm giữ những vị trí thuận lợi hơn, đồng thời đánh bại nhân lực và trang bị của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của lực lượng vũ trang Ukraine. Lữ đoàn phòng thủ mặt trận số 128 và Lữ đoàn an ninh số 23 của Tổng thống Ukraine trên các khu vực các khu định cư Uzohanoe, Staromayoske và Vodonayoe của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 125 quân nhân, một xe tăng, 6 phương tiện, một khẩu pháo M198 155mm do Mỹ sản xuất và một pháo tự hành Grab 155mm do Ba Lan sản xuất các đơn vị của nhóm quân Dinner đã đánh bại nhân sự và trang bị của lữ đoàn tấn công miền núi cơ giới thứ 128, thứ 128 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn thứ 15 của lực lượng vệ binh quốc gia và lữ đoàn thủy quân lục chiến thứ 38 ở phía bắc làng Rabotino, cũng như tại các khu định cư Zebiansky, Novo Novobokoka, vùng Zaborozhye và Antonoka, vùng Kherson. Thiệt hại của địch lên tới 70 quân nhân, 6 phương tiện, pháo tự hành M777 155mm do Mỹ sản xuất, pháo tự hành M-Star B 152mm, pháo tự hành Acacia 152mm pháo tự hành mươi 122mm, bể pháo đẩy và pháo M119 105mm sản xuất tại Mỹ. Vào ban ngày, hàng không tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh từ các nhóm quân của lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tấn công, trạm radar phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không B-18, cũng như các điểm tập kích của địch, nhân lực và trang thiết bị quân sự ở 103 khu vực. Hai máy bay MiG-29 của không quân Ukraine bị hệ thống phòng không bắn hạ. 50 máy bay không người lái, 23 hệ thống tên lửa phóng loạt hai mắt do Mỹ sản xuất, hai tên lửa tác chiến chiến thuật Tokayu, ba quả bơm dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, một tên lửa chống hạm Neptune đã bị phá hủy. Nga chiếm thêm làng ở Donetsk, Ukraine tấn công gần Kakot. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 6 thông báo đã kiểm soát thêm làng nhỏ khu vực Donetsk và tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine tại chiến trường khốc liệt Kakot binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn pháo binh số 148 chuẩn bị bắn quả lựu pháo M777 về phía quân đội Nga gần tiền tuyến. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã giải phóng làng Umaskoye ở Donetsk, nhắc tới làng Umaske của Ukraine. Các đơn vị thuộc cánh quân trung tâm Stens tác chiến tích cực và hiện đã kiểm soát làng Umaskoye ở Donetsk, thông báo cho biết thêm. Uman-Skoye là ngôi làng nhỏ với khoảng 200 dân cư sinh sống tại đây trước khi bùng nổ chiến sự. Nó cách 25 km về hướng Tây Bắc Donetsk, thành phố chính của vùng này vốn do Nga kiểm soát. Giao tranh giữa Ukraine và Nga tiếp diễn tại khu vực xung quanh miền Đông Bắc và Đông Nam Ukraine, nơi hai tỉnh Donetsk và Kakot đang là điểm nóng. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine và gây tổn thất cho các đơn vị của Kiev tại khu vực lân cận. Ukraine mất hơn 360 binh sĩ, hai xe cơ giới, một lựu pháo M777, một lựu pháo m, lựu pháo m b 3 lựu pháo D30 và hai pháo chống tăng MT-22 trong các cuộc giao tranh nói trên, theo Bộ Quốc phòng Nga. Trong thời gian qua, Nga cũng liên tục báo cáo thắng lợi ở miền Đông và Nam Ukraine, đồng thời mở mặt trận mới tại Kharkov thuộc miền Đông Bắc. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andriy Belousov hôm 31 tháng 5 cũng cho biết Nga đã đạt được những tiến bộ về mọi hướng chiến thuật, Ông cho biết Moscow đã chiếm giữ 880 km vuông lãnh thổ chỉ trong năm nay. Hiện nay tại tỉnh Kakot, các lực lượng Nga đẩy lùi 7 cuộc phản công do lữ đoàn cơ giới số 42, lữ đoàn Cheger số 71 và lữ đoàn xung kích đường không số 82 Ukraine gần Lubokoye, Lipsy và Vojen. Quân đội Nga cũng đang đẩy lùi đối phương tại tỉnh Kakot và buộc các đơn vị Ukraine phải rút lui 8-9 đến km cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh cuộc sống hôm nay nếu quý vị thấy thông tin hữu ích xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại